Người đẹp này còn có thể giải quyết nhu cầu sinh lý của ông. Coi bộ rất khát khao rồi. Tôi đã khát khao khó kiềm chế được lắm. Tôi là Cần Cần, chuyên ăn thịt thú cưng. Cô muốn làm gì? Bây giờ dao nhọn cách tim của ông 3 chỉ 3 phân. Nói mau, vị trí của xưởng lắp ráp và cả tài liệu bản thảo thiết kế đang ở đâu? Nói mau. Trong tủ bảo hiểm ở thư phòng. Vậy ông có thể nói với tôi mật mã là bao nhiêu được không? Hả? 5 9 3 3. Tổng bộ hỏi, tại sao phòng của lão Mạc không có ai nghe điện thoại vậy? Tôi làm sao biết được, có phải là hai người họ? Mặc kệ đi, tổng bộ điện gấp, gõ cửa đi.
Mở cửa ra. Dạ. Trần Tư Bình, ăn cơm đi. Cơm này người có thể ăn sao? Sao hả? Nói với trưởng quan các người, tôi muốn uống rượu, tôi muốn ăn thịt. Đi. Tên tử tù này, anh còn muốn ăn tiệc sao? Anh đừng có sủa trước mặt tôi. Không ăn thì bò xa ra một chút. Cái này là để heo ăn. Anh cũng có thể ăn đó. Đúng là cái đồ ngu. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Ông đây đánh chết cái đồ ngu nhanh luôn. Chuyện gì? Quậy cái gì? Tên ngu này chết tới nơi rồi còn chê này chê nọ nữa. Được rồi, nhận được mệnh lệnh của cấp trên, ngày mai sẽ là ngày tốt của hắn. Mang cho hắn chút rượu thịt đi. Ngày mai là ngày tốt của mình rồi. Cùng vui, cùng vui. Cũng là ngày tốt của các người đó. Chén thứ nhất. Kênh kênh, tôi kính cô mã đáo thành công. Giết thêm mấy tên rùa con của lão tưởng để bồi táng cho tôi. Chén thứ hai. Chúc cho bản thân mình lên đường thanh thản. Ta đang ở thành lâu, nhìn cảnh núi. Tai nghe được ngoài thành có hỗn loạn. Cờ sĩ phấp phới, rợp cả trời. Thì ra là binh của Tư Mã phải đến. Tên nhóc này còn được lắm. Cậu Hán Giang, xương cốt cứng lắm. Ta cũng từng sai người đi dò la. Dò la được Tư Mã dẫn binh đi về Tây. Tiêu Đường, chúng ta cứ coi tối nay thôi. Thành bại ở hành động lần này. Hai là tướng lĩnh bất hòa sẽ mất Nhai Đình. Ông liên tiếp có ba thành của ta thật may mắn. Ông lại quá tham lam, đoạt thành Tây của ta. Gia Cát Lượng ở địch lâu ngồi xe chờ. Chờ Tư Mã đến đây nói. Nói chuyện tâm tình. Đường thành Tây quét dọn sạch sẽ.
khách sạn Á Tân. Kháng chiến thắng lợi, kháng chiến thắng lợi, kháng chiến tất thắng, kháng chiến tất thắng. Tốt, tốt. Hỡi đồng bào, các đồng nghiệp thân yêu, báo với mọi người một tin tốt phấn chấn lòng người. Thức dậy, thức dậy, thức dậy đi. Trần Tiêu Bình, ra ngoài cho tôi. Dẫn đi, đi. Vào đi. Trở về đi. Dạ. Trần tiên sinh nghỉ ngơi thế nào rồi? Rất tốt. Mỗi một ngày tôi đều tốt hơn. Nè, đây chắc là nhà giam trung ương của chính phủ quốc dân hả? Đồ thật đúng là tốt hơn đồ giả. Ở đây cũng phù hợp với thân phận của tôi. À phải rồi, mấy ngày nay đầu óc tôi đặc biệt tốt. Tất cả những chuyện đã xảy ra, cái gì quá khứ, hiện tại, tương lai, năm ngoái, năm nay, những chuyện đã xảy ra, những chuyện chưa xảy ra, tôi đều nhớ rất là rõ ràng. Nhưng mà tôi vẫn không nói với các người đâu. Trần tiên sinh, hôm nay là ngày tốt của anh. Tôi chỉ muốn nói với anh, anh vì chính phủ u ngụy mà tặng luôn tính mạng của mình. Không đáng đâu. Rất đáng mà. Nè, các người coi, hộ quốc quân của Uông tiên sinh cộng thêm thực lực của Hoàng quân, hợp hai là một, chẳng bao lâu có thể thống nhất thiên hạ. Tuy tôi không được nhìn thấy, tôi cũng cảm thấy rất đáng đó. Trần tiên sinh, tôi rất rất hiểu tâm tình của anh. Nhưng mà anh có từng nghĩ anh làm vậy sẽ tổn thương biết bao nhiêu tính mạng của người vô tội? Anh thật sự đã lựa chọn sai cách để trả thù rồi. Bọn họ vô tội sao? Cả nhà tôi già trẻ không vô tội sao? 15 mạng người, 15 mạng người đó. Ngồi xuống.
Hình như là phía nam. Alo, nói cho tôi biết địa điểm vừa nổ ở đâu. Cái gì? Ngân hàng Trung ương. Cái gì? Anh xác định không? Anh lớn tiếng một chút tôi nghe không rõ. Ngân hàng Trung ương sao? À, không phải Ngân hàng Trung ương à? Không phải Ngân hàng Trung ương, vậy là ở đâu? Khách sạn Á Tân. Anh xác định không? Xác định không? Số người thương vong nhiều không? Trên 100 người sao? Được rồi, tôi biết rồi. Đều là trách nhiệm của tôi. Đều là lỗi của tôi. Thế nào hả? Biết sự lợi hại của Cần Cần rồi chứ? Muốn bắt được cô ta sao? Mơ đi. Triển Bằng, tôi nhớ anh từng nói sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ bắt được Cần Cần. Là ngày nào vậy? Chính là hôm nay. Trần Tư Bình, lúc nãy đồng hồ anh nhìn thấy trên tường là giả thôi. Chúng tôi đã dặn nhanh mấy tiếng đồng hồ. Đây mới là thời gian chính xác của ngày hôm nay. Sao có thể chứ? Hôm nay là ngày 15. Ngày 15, bây giờ là buổi sáng của ngày 15. Đây là... Nè, lên cao, lên cao. Để cho chắc vào. Chính là vị trí này. Cẩn thận đó. Cứ để ở đó đi. Được, được rồi, được rồi. Để ở đây là được rồi. Treo cho chắc đó. Phía trước anh từ từ thôi. Anh có bên kia phụ ảnh đi. Đến liền đây. Từ từ, từ từ thôi. Bên này, bên này. Qua bên này một chút. Được rồi, kéo lên. Kéo lên đi. Trần tiên sinh, sau khi trải qua lần trước, chắc chắn anh cho rằng chúng tôi hết kế để xài rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn dùng cách giống như vậy, chơi thêm một lần nữa cùng với anh. Các người, Trần Tư Bình, anh thua rồi. Dẫn đi. Dẫn đi. Đi. Chịu đựng nhiều ngày rồi. Đúng là đã thật. Nhìn bộ dạng lúc nãy của hắn đi. Khoan hãy vui mừng sớm. Mau thông báo với sở trưởng Châu. Phải, thông báo ngay lập tức. Đi. Mọi người vất vả rồi.
khách sạn Á Tân. Nào nào nào, mọi người đều đến đây đi. Đến bên này, thống nhất kiểm tra. Đến bên này xếp hàng đi. Xin mọi người phối hợp một chút. Vì an toàn, xin mọi người phối hợp công việc một chút. Thống nhất kiểm tra. Của bên này nào. Bên này, xếp hàng vào. Dựa vào bên này, xếp hàng đi. Xin mọi người phối hợp. Mời mọi người đứng qua một bên. Dừng xe. Xin mọi người phối hợp đi. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đến tham gia đại hội quyên góp cho kháng chiến. Chẳng lẽ chính phủ lại ngăn cản những nhân sĩ yêu nước như chúng tôi đến tham gia hoạt động quyên góp cho kháng chiến này sao? Không phải. Chúng tôi nhận được mệnh lệnh, vì an toàn của hội trường, cần phải kiểm tra tất cả những xe qua lại. Xin ông phối hợp giùm. Thì ra là như vậy. Được rồi, xin cứ việc kiểm tra đi. Kiểm tra. Người tiếp theo. Được rồi, qua đi. Xin mời. Còn anh? Được rồi, cho qua. Người tiếp theo, mau lên đi. Người tiếp theo. Thông qua. Cho đi. Có thể đi được rồi. Qua đi. Người tiếp theo. Lục soát thật kỹ. Bên phải kiểm tra luôn. Rõ. Trưởng quan, đã đổi thành người của chúng ta hết chưa? Ngoài vài công nhân phụ trách thiết bị chuyên nghiệp, bảo an tại hiện trường và tiếp tân đều là người của chúng ta. Cái loa đó không được rồi, mau đổi cái khác đi. Bà là ai vậy? Đừng có hỏi nhiều. Hôm nay hội trường có rất nhiều người mà cậu không biết đó. Để bảo vệ an toàn hiện trường, chúng ta phải có sự sắp xếp đặc biệt. Điều không nên hỏi thì đừng có hỏi. Tôi hiểu rồi. Đổi đi. Phía sau hậu trường và tầng lầu khác kiểm tra chưa? Chúng ta không đủ người. Trưởng quan Tống nói chủ yếu kiểm tra lễ đường này. Đi theo tôi. Rõ. Sau khi nối xong, cậu nhớ thử lại đó.
Chỉ còn nửa tiếng thôi. Thu Di, Thu Di, cô tính đi đâu? Có phải cô đi thông báo nhân viên hội trường di tản không? Hủy bỏ hành động. Đúng, tôi phải thông báo mọi người di tản. Trưởng Bằng, chúng ta đã cố gắng lâu vậy rồi, cho đến hiện tại không có kết quả gì tốt đẹp hết. Tôi muốn giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, anh hiểu không? Tôi hiểu rồi. Tiêu Đường khuyên cô trở về, đây là ý của anh ta phải không? Những hành vi của anh ta càng ngày càng giống với đảng cách mạng rồi. Nếu hành vi như vậy là đảng cách mạng, chứng tỏ đảng cách mạng không có gì là không tốt. Thu Di, cô nói như vậy, cô nói như vậy với tôi thì không sao. Nếu để người khác nghe được thì gặp rắc rối lớn đó. Gặp rắc rối lớn thì tôi cũng phải cứu người. Tống Triển Bằng, nếu như anh còn một chút nhân tính thì đừng ngăn cản tôi, đừng ngăn cản thảm kịch này xảy ra. Thu Di à, cô nghe tôi nói đã. Anh buông ra, cô bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bây giờ vẫn chưa tới mức đó đâu, chưa tới lúc hết cứu chữa. Cô bình tĩnh lại suy nghĩ thật kỹ đã. Nếu chúng ta là Cần Cần thì sẽ để chất nổ ở đâu? Nếu tôi là Cần Cần, mục đích của tôi không chỉ là giết người mà còn tạo ra hoảng loạn, sẽ để chất nổ ở đâu? Cuối cùng là sai ở đâu chứ? Xếp hàng kiểm tra, vì sự an toàn xin phối hợp. Nè nè, xếp hàng kiểm tra đi. Vì sự an toàn, mọi người phối hợp đi. Triển Bằng, dường như tôi phát hiện được chất nổ rồi. Ở ống thoát nước, nhìn đi, để tôi xem. Tôi tới đó, cẩn thận đó. Ai? Người của mình, tăng cường người. Phát hiện chất nổ. Cho chúng tôi vào đi, sao lại cản chúng tôi chứ? Chờ chút, xin kiểm tra đã. Làm ơn phối hợp đi. Mọi người lùi lại đi. Sao rồi, tình hình sao rồi? Không có phát hiện gì. Đại hội sắp bắt đầu rồi. Trưởng quan Nhậm, trưởng quan, khách bên ngoài cửa không đợi được nữa, la lối đòi vào rồi. Không được, vẫn chưa tìm được chất nổ, cần phải cản họ lại. Rõ. Đi. Rõ. Tại sao không cho chúng tôi vào chứ? Tại sao lại cản chúng tôi? Mau cho chúng tôi vào trong đi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
âm nhạc nổi lên. Mau cho chúng tôi vào đi, cản trở làm gì chứ. Mấy anh tránh ra đi. Vào đi mọi người. Được vào rồi, cuối cùng được vào rồi. Cẩn thận, cẩn thận bậc thềm đó. Xin mời, mời Trương tiên sinh. Ai cho cậu cho người vào? Tôi... 5 phút nữa. Nếu chúng ta không tìm được chất nổ thì thông báo cho mọi người ở hiện trường sơ tán ngay. Cái gì? Sơ tán? Tôi không nhận được lệnh này. Bây giờ cậu đã nhận được. Nếu không chấp hành, xử theo luật. Triển Bằng, anh không sao chứ? Tôi không sao. Mặc kệ tôi, mau đuổi theo Cần Cần đi. Được. Báo cáo, trưởng quan Tống đã tìm được chất nổ rồi. Ở đâu? Ống thoát nước. Đi, để tôi đi xem. Rõ. Ngoài vài công nhân phụ trách thiết bị chuyên nghiệp ra, bảo an tại hiện trường và tiếp tân đều là người của chúng ta.
Mạc Phi, làm gì vậy? Xe mới của tôi đó. Ôi trời ơi, mấy người làm gì vậy? Mời vào trong. Tiên sinh, xin mời vào. Bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi. Tới đây, mau đổi thùng loa đi. Gì chứ, mau đổi thùng loa đi. Được. Khá đông người, đúng vậy. Chỗ này được đó. Không khí hôm nay thật náo nhiệt, đúng vậy.
Trời ơi, chạy gì mà dữ vậy? Thiệt tình, có chuyện gì vậy? Mau dọn đồ đi, nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Mấy người làm cái gì vậy? Trời ơi, làm cái gì vậy? Lồng đèn, lồng đèn đây. Giết người rồi, mau chạy đi, mau chạy đi. Các vị đồng bào, tôi tuyên bố đại hội quyên góp yêu nước cứu nước lần này bây giờ bắt đầu. Hay, hay lắm. Kính thưa đồng bào yêu nước, các đồng hương, nói cho mọi người một tin rất cảm động lòng người. Để thành công mở được đại hội lần này, các nhân sĩ khắp nơi trong xã hội và các kiều bào yêu nước khắp thế giới đã nỗ lực hết mình. Bây giờ, chúng ta đã quyên góp được lượng lớn vàng và trang sức vàng. Số lượng đang được thống kê, bạc và tiền Pháp 370 vạn đồng, còn có vật tư kháng chiến hơn vạn cái. Hay, hay lắm.
Đứng yên. Đứng lại. Còn bước tới, cô ta sẽ tiêu đời. Thu Di, mau nổ súng đi. Bỏ súng xuống ngay đi. Nổ súng đi. Tôi bỏ. Thu Di. Thu Di. Tránh chân phải. Thu Di, ổn rồi. Thu Di, không sao rồi. Ai vậy? Là tôi đây. Tiêu Đường, không phải anh bị bắt rồi sao? Sao đây? Chạy thoát rồi à? Chạy thoát ra rồi. Mau mở cửa đi. Tiêu Đường, Thu Di, mau chạy đi. Tiêu Đường.
Vào đi. Thu Di, trễ vậy rồi chưa ngủ sao? Vừa rồi tôi đã mơ thấy Tiêu Đường. Tôi mơ thấy một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy nhà mình chảy đầy máu. Thu Di à, chúng tôi cũng giống cô vậy, cũng đang nghĩ cách để cứu anh ấy đây, đang lo lắng cho anh ấy đây. Giờ nghĩ ra biện pháp gì cũng vô dụng thôi. Nếu như đó là tôi, điều cuối cùng tôi không muốn thấy nhất là dáng vẻ hiện giờ của cô. Tôi về rồi. Mạc Phi, bên phía Lão Ôm có tin tức không? Không có. Tôi đã tới nhà tìm nhưng không tìm được gì hết. Hàng xóm nói với tôi ông ta đã chuyển đi từ lâu rồi. Lão Ôm lúc nào cũng thần bí hết, không qua lại với hàng xóm, nên tôi không hỏi han thêm được gì. Nếu vậy thì đầu mối này bị đứt mất rồi. Đây là gì? Cấp trên nói nếu có cơ hội tiếp xúc với Lão Ôn thì đưa thứ này cho ông ta. Tôi nghĩ đây có thể là một tín vật. Chúng ta phải trực tiếp đi tìm ông ấy vậy. Đúng. Ngày mai chúng ta sẽ cùng tới quán trà Đại Tam Nguyên. Được. Kẹo hồ lô đây. Lồng đèn, mua lồng đèn đi. Giải mới đây, giải mới đây, ghé xem đi. Bánh bao đây. Kẹo hồ lô đây. Hôm nay con đường này tại sao náo nhiệt như vậy? Có chuyện gì sao? Tình hình của Thiết Hồ Điệp là do nội tuyến trong cục cảnh sát cung cấp cho Tiêu Đường. Giờ Tiêu Đường bị bắt rồi. Những chuyện này e là đều nhắm vào việc bắt Thiết Hồ Điệp. Cảm ơn. Đi thôi. Cảm ơn nha. Quý khách đi nha. Mọi người chú ý giữ an toàn cho mình. Phía trước chính là Đại Tam Nguyên, tới đó xem rồi nói tiếp. Lồng đèn đây. Ai mua diều đi. Diều rất đẹp đây. Quán trà Đại Tam Nguyên. Lâu rồi anh không tới đưa em đi khiêu vũ đó. Thời gian trước không phải anh rất bận hay sao? Có phải không? Anh bận đi đâu vậy? Anh đi mua túi sách cho em, có được không? Gạt người ta sao? Lần nào cũng là em mua cho anh hết. Lần này em định mua cái gì hả? Vậy phải xem anh có thể đáp ứng cho em hay không. Nè, qua đây. Để làm gì? Qua đây anh hôn một cái có chịu không? Lan Lan. Bà nội anh tên Lan Lan đó. Mới có một đêm thôi mà anh đã quên rồi. Em tên Phương Phương mà. Anh biết chứ? Anh biết em tên Phương Phương mà. Nhưng mà anh cảm thấy em nên có tên là Lan Lan. Vậy sao? Muốn được hôn không? Nhắm mắt lại đi. Hai người phía sau em có quen không? Nè, tên Lão Ôm kia. Mau, bắt hắn lại ngay. Lão Ôm đáng chết, tôi sẽ tính sổ với anh. Là Lão Ôm. Tránh ra. Làm gì vậy? Mau, đuổi theo. Đi. Xin lỗi. Ta thật xin lỗi nha. Hả? Hắn đâu rồi? Tránh đường giùm. Tránh đường giùm. Tránh đường giùm tôi đi.
tránh đường giùm. Làm gì vậy? Xin lỗi mọi người. Hắn bên kia kìa. Xin lỗi, làm ơn cho qua. Cản lại giùm đi. Mau, đuổi theo. Làm cái gì vậy? Nè. Trái cây của tôi. Cảm ơn. Tránh ra. Đứng lại. Mau đuổi theo. Có chuyện gì vậy? Mau đuổi theo. Đuổi theo. Mau. Mau lên. Hai người ở phía trước, mau tránh ra đi. Làm ơn cho qua đi. Hai người tránh ra cho tôi. Im đi, nhỏ tiếng thôi. Mau đuổi theo. Chúng tôi tới đây cứu anh. Ủa, đâu rồi? Hắn đâu? Tôi đã cắt người lại. Đừng quan tâm tôi lại. Mau đổi đồ đi. Anh kêu đổi là tôi đổi sao? Đang chơi trò gì vậy? Đừng có nói nhảm với tôi. Đứng yên đi. Đổi, tôi đổi. Nhanh lên. Nhớ cẩn thận đó, tôi đi trước đây. Nè, hắn mới ở đây mà. Nè, hắn bên kia kìa, đuổi theo. Đứng lại. Quần áo của tôi mắc lắm đó, nói cho biết. Mau đuổi theo. Đuổi theo hắn mau. Đứng lại mau. Đứng lại. Đi. Nè, thật ra các người là ai vậy? Đừng có hỏi nhiều quá, mau chạy khỏi đây ngay. Hắn chạy đâu rồi? Đi ngã này. Kia kìa, đuổi theo. Đứng lại mau. Đứng lại. Tránh đường. Làm ơn, tránh đường. Đi, đứng lại, bên kia kìa. Đi. Nè. Lục soát. Anh, lên lầu. Mau. Hai người làm cái gì vậy? Đánh chết mấy cái đứa này bây giờ. Hả? Thật xin lỗi. Tôi xin lỗi. Hả? Đi. Đi mau. Xin lỗi cô nha. Đi mau lên. Cái đồ lưu manh. Mau chạy đi. Bọn chúng bên kia. Tới cản đầu bọn chúng.
Ôm tôi đi, mau ôm chặt tôi đi. Nè, quay qua đây, đi đi. Coi kìa. Được rồi, đi thôi. Rõ ràng là mới đây mà, sao giờ lại không thấy rồi? Kỳ lạ thật, chạy đâu mất rồi? Im miệng. Đi. Hai người bên đó hơi kỳ lạ đó nha. Hai người kia, đứng lại mau. Chạy. Nè, đứng lại, không được chạy. Tránh ra. Tránh ra, tránh ra mau. Tránh đường giùm, tránh đường giùm đi. Tặng cho cô nè. Hai người bên kia, đứng lại ngay. Đứng dậy, đỡ tôi dậy, chạy mau. Chạy mau đi, qua của tôi. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Đi. Nhanh lên, ngay ở phía trước thôi. Đuổi theo mau, leo tường. Nhanh đi, cầm đi. Đi nhanh đi. Cô cầm đi. Leo lên đi. Cầm nhúc nhích. Triển bằng. Ê, Triển bằng, còn muốn gạt lão già này sao? Không phải, thật đó. Đánh cho tôi. Lão ôm đâu? Leo qua tường chạy rồi. Triển bằng, thu gì? Lão ôm đâu? Cũng tại tôi. Tôi lạc mất lão ôm rồi. Lạc mất rồi. Không sao đâu. Chúng ta sẽ quay lại tìm vậy. Không cần tìm đâu. Lão ôm đang ở đây. Tôi hỏi các người, món đồ này là ai đưa cho các người vậy? Cuối cùng các người là ai? Người đưa cho các người thứ này đang ở đâu vậy?
Người đưa cho chúng tôi thứ này, hiện giờ không tiện gặp anh. Có vài chuyện tôi sẽ từ từ nói cho anh biết. Được rồi, các người không phải muốn tôi đi trộm đồ sao? Được thôi. Nhưng các người có biết tôi là ai hay không? Hả? Các người có trả nổi tiền không? Anh nói chuyện khách sáo chút đi. Có tin tôi đánh vô mặt anh không? Mạc Phi, tất nhiên chúng tôi biết anh là ai rồi. Anh là Thiết Hồ Điệp, danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ phải không? Tôi phát hiện tổ chức các người có rất nhiều người đẹp đó nha. Hay là cho tôi vào nhóm các người đi, thấy được không? Tên nhóc này mắt nhìn không tệ đâu. Tất nhiên rồi, tôi nói các người biết, Thiết Hồ Điệp tôi toàn nhìn mặt mà làm thôi. Nhưng nếu tính theo thời gian thì Thiết Hồ Điệp ít nhất cũng 40 tuổi. Anh đâu được vậy? Anh có hiểu biết không vậy? Tôi cho anh biết tôi đi ăn cắp từ khi còn uống sữa mẹ kìa. Người đẹp à, có nhiều cách để giữ tôi ở lại lắm mà. Đừng dùng cách thô lỗ này chứ. Nói đi, giá cả thế nào? Tiền không phải là vấn đề, phải xem tôi có hứng thú hay không. Các người nói tôi biết trước đi, muốn tôi trộm thứ gì? Ngân hàng Yokohama. Cái gì? Ngân hàng Yokohama? Ngân hàng Yokohama? Cô đang đùa với tôi sao? Hả? Được rồi. Có phải nếu tôi trộm được đồ cho các người, tôi sẽ được gặp người này không? Anh khẳng định làm được sao? Định trộm gì? Vào kho bảo hiểm của ngân hàng Yokohama, lấy món đồ trong két sắt số 0545. Khi nào anh có thể bắt đầu? Sáng mai tới cổng ngân hàng chờ tôi. Được. Người đẹp à, muốn giữ tôi ở lại đây còn rất nhiều cách mà. Chiêu cuối cùng của Tiêu Đường cũng thật sự có ích đó. Trời ơi, chuyện này tôi thấy càng lúc càng có ý nghĩa rồi. Chỉ với một con bướm sắt đơn giản như vậy thôi mà có thể lập tức khiến Thiết Hồ Điệp lập tức thay đổi ý định ngay. Khoan quan tâm tới anh ta, trộm đồ ra được rồi tính đi. Đúng, Thiết Hồ Điệp này thần bí quá đó. Tới nơi rồi. Đây, không cần thổi đâu. Cảm ơn. Đi. Úi da, đau 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 đó. Không phải chúng ta đang giả vợ chồng sao? Cầm cái miệng thối của anh lại đi. Trưởng bằng à, người bên kia là ai vậy? Chào ông chủ. Ông chủ khách sạn Dương Hòa,
Triệu Di Bành, một tên hán gian có tiếng, bình thường vẫn hay bán đồ cổ cho người Nhật. Cháu của ông ta là đội trưởng đội an ninh ngân hàng Yokohama, khách sạn Dương Hòa, ngân hàng Yokohama. Xin chào, tiên sinh, phu nhân, tôi có thể giúp gì cho hai vị? Là ông chủ Dương, xin chờ một chút. Có ông chủ Dương bên kia tìm ông. Ông chủ Dương, xin chào ông chủ Dương, hoan nghênh hai vị tới ngân hàng Yokohama chúng tôi. Vừa rồi hội trưởng Triệu có gọi điện thoại, nói là hai vị có vài món đồ đắt giá cần gửi ở chỗ chúng tôi. Tôi vừa tới Vũ Hán, vẫn chưa quen lắm với nơi này. Đồ đáng giá thì cũng có một ít, phải. Nếu để ở nhà thì phu nhân tôi lại không yên tâm. Hội trưởng Triệu nói chỗ anh có thể bảo quản mọi thứ, đúng không? Hai vị tới đây gửi đồ là đã tìm đúng chỗ rồi. Dịch vụ tủ bảo hiểm của chúng tôi chắc chắn sẽ là nơi an toàn nhất trong thành phố này luôn. Vậy thì tốt. Có phải không? Anh làm gì vậy? Hả? Phải. Mời hai vị theo tôi qua đây. Mời, xin mời hai vị. Em yêu, đợi anh nha. Cảm ơn. Mời phu nhân dùng nước. Hệ thống bảo an của chúng tôi là hệ thống do chính tay người Nhật thiết kế lắp đặt. Lối đi này là con đường duy nhất đi vào tầng hầm bảo hiểm, vậy nên sẽ có nhiều biện pháp an ninh được thắt chặt tại đây. Ở đây các người còn lắp cả dây thép gai sao? Ông chủ Dương, đó là hệ thống bảo vệ bằng lưới thép điện của chúng tôi. Khi trời tối, các lưới thép điện sẽ tự động hạ xuống. Hèn chi hội trưởng Triệu khen các người không ngớt lời. Hôm nay được chứng kiến, quả nhiên đúng như lời đồn. Hệ thống báo động của chúng tôi kết nối trực tiếp với đội hiến binh. Nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra, chuông báo động sẽ vang lên. Trong vòng 5 phút đội hiến binh sẽ có mặt ngay. Đây, ông chủ Dương, xin mời. Ông chủ Dương, đây là tủ bảo hiểm của ông. Xin cứ đặt đồ của ông vào trong đây. Tôi sẽ đứng bên ngoài hành lang chờ ông. Sau khi ông cất đồ xong, hãy gọi tôi. Cảm ơn. Ông chủ Dương, mời tự nhiên. Vào kho bảo hiểm của ngân hàng Yokohama, lấy món đồ trong két sắt số 0545.
Tôi xong rồi. Ông chủ Dương, chìa khóa này sẽ do ông đích thân bảo quản, vì chỉ có một chìa duy nhất. Vì vậy phiền ông hãy bảo quản nó cho thật kỹ. Được, xin mời. Mỗi câu mà tôi nói tiếp theo đây, hai người phải lắng nghe cho thật cẩn thận vào. Đây là một thiết bị phóng. Trong cái lọ này có ba nồng độ axit sulfuric khác nhau. Nó dùng để làm gì? Dùng để tan chảy ba dây thép gai. Ba dây thép gai này sau khi bị tan chảy thì chỉ cần dây nào vừa đứt ra là công tắc của nó sẽ được bật lên. Lò xo sẽ bắn sợi dây này ra. Khi bắn ra tới hết dây, tự động sẽ thu lại. Hay nói cách khác, ba nồng độ axit sulfuric khác nhau này là để khống chế tốc độ tan chảy của các dây thép gai. Thông qua việc kiểm soát tốc độ tan chảy của dây thép gai, chúng ta sẽ kiểm soát được thời gian khởi chạy của thiết bị. Bây giờ hai người đã hiểu chưa? Nhưng mà cái này có được không? Đương nhiên là được rồi. Tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Yên tâm đi. Nè, thế nào rồi? Chuyện nhỏ thôi, không có vấn đề gì. Nè, làm phiền anh, mở cái đèn lên giùm tôi. Được. Nè, anh không sao chứ? Không sao, không sao. Anh nhìn thử xem, còn đèn nào tắt nữa không? Được rồi. Không, không còn nữa. Không còn sao? Nè, cẩn thận, cẩn thận đó. Không sao, không sao. Đi từ từ thôi. Được, được, được. Đi từ từ nha. Được. Tam dạng. Ê, đụng. Đụng. Ra đi, ra đi. Nhất dạng. Đại ca, đánh cái này nè. Nhanh, có chuông báo động rồi, hành động. Đội trưởng, hai người qua bên kia, đứng giữa cửa ra vào. Những người khác theo tôi, nhanh lên. Rõ.
Chuyện này có chuyện gì vậy? Khách sạn của các người là kiểu gì vậy? Sao lại ầm ĩ lên hết rồi? Tiểu thư nhà tôi vừa mới ngủ thôi, đã bị các người đánh thức rồi kìa. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Cô nói tiểu thư bớt giận đi, tôi sẽ chạy ra xem xảy ra chuyện gì rồi. Đi mau lên. Lại đây mau. Đi, qua tắt hệ thống trước đi. Dạ được. Đâu có ai đâu chứ. Chắc gặp ma rồi. Đi. Bật hệ thống lên đi. Dạ được. Đi, quay về thôi. Được rồi, đi thôi. Thái quân, có chuyện gì? Có lẽ là dòng điện có gì đó không ổn. Dòng điện không ổn à? Thái quân, không có gì. Ngài đi. Thủ đội. Đội trưởng, mọi thứ khu vực phía đông vẫn bình thường. Khu vực phía tây cũng bình thường, không có vấn đề gì. Đây không phải là hành hạ người ta sao? Đã hơn nửa đêm rồi. Mọi thứ đều ổn. Chẳng lẽ có ma sao? Thái quân, thật xin lỗi, là mọi người uổng công chạy tới rồi. Đi. Thủ đội. À phải rồi, hai người tiếp tục ca trực. Rõ. Đi. Chuông báo động này kêu lớn thật đó, làm đau hết cả đầu, chứ gì nữa. Qua đây, chơi bài tiếp đi. Nào, chơi bài tiếp đi. Đúng thật là mệt mỏi thật đó. Làm chúng ta chạy uổng công. Sao bài đi. Chia đi. Phòng cảnh vệ, cậu của con đây. Ủa? Là cậu sao? Chuông báo động bên ngân hàng con làm, sao kêu dữ vậy? Cậu à, con cũng biết chuông báo động kêu khá lớn, làm phiền tới khách của cậu rồi. Thật sự xin lỗi nha.
Cả dãy phố đều nghe rõ tiếng chuông báo động bên con. Làm cái gì mà kêu lớn dữ vậy? Trời ơi, cậu của con, nó mà không kêu lớn sao gọi là chuông báo động được? Cậu nói có phải không? Thông cảm đi nha. Có báo động hay không không quan trọng, có phải bị mất gì rồi không? À, không có mất đồ gì hết. Con cũng không biết nguyên nhân là sao. Có lẽ là mạch điện xảy ra vấn đề thôi. Cậu cho con biết, khách sạn của cậu đang có một vị khách quan trọng, là cháu gái của Dương Vĩnh Thành, là Thiên Kim tiểu thư. Con mà làm cô ta tức giận, coi cậu trị tội con thế nào. Ôi trời, vậy sao? Vậy con có lỗi quá rồi. Con xin lỗi nha cậu. Lần sau con sẽ chú ý hơn. Lần sau chú ý hơn mà. Nè, tới anh đó, tới anh đó. Đánh đi. Đây 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 đây, để tôi. Tôi đố các cậu biết, tối nay là người nào đang ở khách sạn của cậu tôi đó? Ai vậy? Là cháu gái của Dương Vĩnh Thành. Nhanh. Đánh ra đi, củ điều. Hai dạng. Đây là đúng bài đó. Một đôi. Hả? Nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Chạy đi xem thử đi, nhanh lên. Trần tiểu thư à, cô tìm tôi có chuyện gì không? Xin cô bớt giận. Có cho người ta ngủ hay không đây? Chỗ các người là khách sạn hay là nhà tù vậy? Quá nửa đêm rồi, còn kéo còi báo động gì? Cô nghe tôi giải thích đã. Tôi muốn phát điên lên rồi. Ra ngoài. Đứng lại. Bỏ cái bình xuống cho tôi. Được. Được. Thật xin lỗi. Đau lòng quá đi. Trời ơi, hôm nay tôi bị giận đen tám đời mình rồi. Hôm nay làm sao vậy? Chuông báo động cứ kêu suốt thôi. Đúng thật là. Trời ơi, mệt chết tôi rồi. Chuông báo động cái khỉ gì không biết. Đúng vậy đó. Đúng là hành hạ người ta mà. Đây, cho tôi miếng nước đi. Cái thằng trời đánh kia, có phải là con muốn cậu bị bệnh tim không? Chuông báo động bên con làm gì cứ kêu hoài vậy? Chẳng phải là muốn lấy mạng người ta sao? Lúc đầu là cậu tìm chén cơm cho con, giờ con đập bể chén cơm của cậu phải không? Còn là cái thứ người gì?
Cậu ơi, cậu bớt giận đi. Con cũng không biết là đang có chuyện gì nữa. Cũng không có gì lạ hết. Con cũng không biết phải làm sao nữa. Chỉ có thể chờ tới trời sáng để họ kiểm tra thôi. Giờ cậu có ép con cũng vô dụng thôi. Trong đây cũng đâu có chuyện gì. Vào trong đi. Nè, tôi nói cho anh biết, Thu Di hôm nay ra chiêu quá độc luôn, làm ông chủ đau lòng lắm luôn đó. Tôi nói cho cô biết, đối phó loại người này thì phải giống như cô ấy vậy. Nè, hai người qua đây xem đi. Người đó là lão ôm. Tên trộm đó đang làm cái gì vậy? Xem ra tối nay tâm trạng của lão ôm là vô cùng tốt luôn. Ôi trời đất mẹ ơi, gì vậy? Lại có chuyện gì nữa đây? Thiệt tình, nó làm sao nữa vậy? Sao nó cứ hành mình hoài vậy? Lại kêu nữa rồi. Mau, đi kiểm tra đi. Đi thôi, đi thôi. Đúng thiệt là. Đội trưởng à, chuông báo động lại kêu rồi. Có tình huống gì lạ không? Không có. Hai người tiếp tục ra giữ cửa đi. Những người khác theo tôi. Được rồi, đi thôi. Tối nay cứ như bị ma ám vậy. Phải đó, cứ như vậy suốt đêm, chẳng cho người ta ngủ gì hết. Làm nhiệm vụ đi. Đi, lại tắt hệ thống đi. Được. Mở lên lại đi. Được. Đi. Đi về. Mệt chết đi được đội trưởng à.
Có ma thật rồi. Chắc chắn mạch điện có vấn đề gì rồi. Ngày mai kêu họ tới kiểm tra toàn bộ. Đi, về phòng ngủ đi. Cái thằng trời đánh này, tắt chuông báo động của mấy người đi, nếu còn kêu nữa không xong với tôi đâu. Đội trưởng à, chắc chắn là chuông báo động đó bị gì rồi. Phải đó, cứ kiểu này chắc kêu cả đêm luôn quá. Đúng là tức chết mà. Mở cửa. Cho mày kêu nè. Tối này đúng là xui xẻo mà. Như vậy đi, tối hôm nay chúng ta tạm thời trực ở đây cả đêm. Được, được.